Đầu giờ chiều nay ngày 8 tháng 9, trên đường Hồ Chí Minh, đoạn qua địa phận thị trấn Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh, đã xảy ra một vụ tai nạn thương tâm khiến hai cha con tử vong. Vào thời điểm trên, xe container kéo theo rơ móc do anh Cù Chính Huấn sinh năm 1985, trú tại xã Quỳnh Đôi, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An điều khiển, chạy trên đường Hồ Chí Minh theo hướng Quảng Bình, Hà Tĩnh. Khi đến điểm giao giữa hai đường Hồ Chí Minh với đường Trần Phú, thuộc địa phận tổ dân phố 18 và 19, thị trấn Hương Khê, thì đâm vào xe máy làm người điều khiển xe máy là ông Nguyễn Hữu Lộc ở xã Hòa Hải, huyện Hương Khê tử vong tại chỗ. Người con trai là anh Nguyễn Văn Nhật, sinh năm 1994, tử vong trên đường đi cấp cứu. Chiếc xe máy nằm dưới gầm xe container bị hư hỏng nặng. Nhận được tin báo, công an huyện Hương Khê và tổ cảnh sát giao thông đường Hồ Chí Minh, phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh Hà Tĩnh đã kịp thời có mặt để khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.